Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với Trần Hồng xe hơi. À, chuẩn bị sang tháng 11 rồi. À, như em nói thời điểm này khá là nhạy cảm và đặc biệt là với cái thông tin có thể có thể thôi nhé chưa chắc chắn thì mình được giảm 50% thuế trước bạ. Giống như năm ngoái ấy. thì những các năm ngoái các bác biết rồi, à, giảm thuế nó có khá là lâu khoảng nửa năm. À, tính ra thì số tiền bỏ ra để chúng ta lăn bánh trước xe trước và sau giảm thuế thì cũng được hỗ trợ một chút. Tuy nhiên thì khi mà chính thức được giảm thuế, thường thì khuyến mại của các đầu xe tất cả các hãng cũng sẽ co lại và ít đi. Đó, thì thời điểm này là một thời điểm khá nhạy cảm và đã bắt đầu dục dịch một số hãng xe co khuyến mại lại rồi thì em sẽ update trong những cái video tiếp theo. Ở video này thì ok mình update đến Forranger nhá. một tuần trước thôi thì những cái đầu xe như là Watch này Ford uh, Ranger AT này, uh, mức giảm đâu đó vào khoảng 70 75 triệu đồng, uh, XLE AT thì khoảng 30 35 triệu đồng. Tuy nhiên thì uh, đều co lên khoảng uh, 15 triệu vào thời điểm này rồi. Uh, cụ thể thì uh, for Ranger XLE phiên bản một cầu, lắp ráp trong nước, số sàn hay số tự động thì uh, hiện nay uh, khuyến mại đâu đó chỉ dao động vào khoảng 15 đến 20 triệu và tặng kèm thêm một chút phụ kiện theo xe. Uh, Forranger Ranger check thì uh, nhìn hơn một chút khi mà mức giá dao động sẽ ra khoảng 65 đến khoảng 70 triệu đồng nhé à, chi phí lăn bánh thì hiện nay với phiên bản một cầu số tự động chúng ta lăn bánh tại tỉnh địa phương sẽ dao động vào khoảng 680 690 triệu đồng à, với phiên bản số sàn thì mức giá lăn bánh đâu đó chỉ rơi vào khoảng tầm 67 665 triệu thôi rẻ hơn khá là nhiều ở phiên bản vai trách thì sẽ lăn bánh vào khoảng hơn 900 nhé hai đến 903 tùy vào từng tỉnh địa phương trả góp tối thiểu thì các bác chuẩn bị giúp em vào khoảng 180 triệu là chúng ta sẽ có xe đi và thật sự là thời điểm này vay bán tải khá là khó khi mà tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến ngân hàng khá là nhiều và những hồ sơ vay mua bán tải bây giờ cũng khó hơn thời điểm trước khá là nhiều rồi rồi, uh, giá xe khuyến mại này Hiện nay thì uh, Ford Ranger còn uh, khoảng 5 đầu xe bán chính uh, Thấp nhất Ranger XL 616 triệu đồng Thì uh, tổng khuyến mại đâu đó rơi vào khoảng 40-50 triệu đồng Cả tiền mặt và phụ kiện uh, XLS MT số sàn 630 triệu đồng uh, Tổng khuyến mại vào khoảng 30-35 triệu đồng nhé Cả tiền mặt và phụ kiện XLS AT thì uh, tổng khuyến mại rơi vào khoảng 25 triệu thôi uh, Y-Check hai cầu bitubo thì tổng khuyến mại sẽ khoảng 70 đến 75 triệu đồng cả phụ kiện nhé Ranger Limited và hiện nay thì sẽ dao động vào khoảng 30 triệu nhưng thật sự là thời điểm này Ranger limited rất ít xe và đặc biệt laptop Raptor thì thời điểm này sẽ không khuyến mại xe duy nhất còn lại nhập khẩu Thái Lan thì bên em hay các bên đều chưa khuyến mại nhé để được cụ thể về chương trình khuyến mại này update về giá bán này, nhận báo giá này hay là tư vấn để chúng ta lựa chọn sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em có hotline đang đính kèm trên màn hình nhé. Báo giá chung thôi thì còn từng mẫu xe thì có thể có điều kiện thì em sẽ quay riêng cho các bác nào mà tìm hiểu lần đầu chúng ta xem kỹ hơn về xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.